Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Tôi thấy tin vào bưởi rồi nha. Hối đầu hay gì? Cái này là của mà lem nha. Cái này là của mà lem này. Chị hối đầu của tôi đúng không? Của mà lem đó. Trời ơi. Sao tôi bị hối ai cũng biết mọi người. Cái này là của ai vậy? Mà lem. Trang Hoàng tặng phải không? Ừ. Anh Bục Sinh. Cảm ơn Trang Hoàng nhiều nha. Đó. Còn lại là của Trang hết. Tôi biết cái đợt mà chị hỏi quần áo size bao nhiêu là tôi nghi rồi. Là tôi nghi là sẽ có cái áo rồi. Mở lô. Mở cái mở cái mà thử đi, tôi sợ sợ mà không mua quá. Chiếc áo này chỉ giá 2 triệu nha mọi người. Áo này muốn đâu vậy? Đặt thôi, Vừa. Vậy là vừa. Chồng vô cho xem đi, okay. Sợ không vừa. Thầy đứng lên cầm thử luôn nha. Trời, tôi đặt một tôi sợ không vừa ghê. Này quay chưa vậy? Quay thử đồ luôn hả? Cái gì vậy? Cái nút cũng gọi. Trời đẹp quá. Mụn luôn á. Cảm ơn chị nhiều. Trời đẹp nha, đẹp. Còn gì nữa mọi người? Kìa quay vô đến đây. Này nha. Thì thằng chị hơi mở. Đây, cái này thi chiếu bài được. Cái này thi chiếu bài được. Trời. Trời ơi, hai cái viết, này là qua môn nha mọi người. Đây là biết kiếp qua môn nha. Trời ơi, cái tai nghe. Sao tai nghe đắt về thử sao? Trời ơi, nước hoa này, nước hoa phải không? Ừ. Ôi. Nước hoa nha mọi người. Che thương hiệu lên nha, mất công tách tách bản quyền tôi. Ê, thử chưa vậy? Nước hoa thử chưa thử? Trời ơi. Cảm ơn chè nhiều, cảm ơn Hồng nhiều, trời ơi, cảm ơn mọi người.